Chào mừng các em đến kênh Thầy Liêm trong bài giảng. Hôm nay thầy sẽ dẫn các em tin học bài sức cánh diệu. Trong lối sống bài giảng, thầy Liêm nếu có phải quảng cáo, các em xem phát quảng cáo giúp thầy Liêm đã thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học bài số 1 chủ đề đi nha. Bài số 1 mình sẽ học về ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng. Học xong bài này em sẽ thực hiện đúng, thực hiện được giao tiếp qua mạng trực tuyến hay không trực tuyến, theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hóa. Trước hết mình sẽ câu hỏi ra bài, theo em là mỗi khi giao tiếp qua mạng có thể hiện văn hóa ứng xử của mình hay không? Thì chắc chắn là có, đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời sao? Như vậy các em nhớ là khi giao tiếp qua mạng mình phải thể hiện văn hóa ứng xử của mọi người. Khi giao tiếp qua mạng có thể hiện văn hóa ứng xử của mọi người nha. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài gì? Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần số 1 ứng xử có văn hóa khi ở nơi công cộng. Em hãy kể những gì em cho là thiếu văn hóa khi ở nơi công cộng. Về ngôn từ nói và viết, về quần áo vẻ ngoài, về thái độ và hành vi. Như là câu số 1 này, câu hoạt động 1 này các em có thể trả lời sao? Về ngôn từ nói và viết thì nếu mà mình nói to tiếng, thường nói tục và chữ hệ nơi công cộng, nói hoặc viết chống không, thiếu chủ ngữ vị ngữ với người lớn là không nên. Về quần áo vẻ ngoài, ăn mặc sộc sệch, thiếu lịch sự khi đi học hoặc đi làm là không nên. Về thái độ hành vi, thiếu tôn trọng làm phiền những người xung quanh là không nên. Giờ trả lời xong câu hỏi mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Thì đây là những hành vi gọi là thiếu văn hóa. Yeah. Tiếp theo là lời phiên một tôn trọng những người xung quanh. Em sẽ bị coi là thiếu tôn trọng những người xung quanh nếu như nhìn vào điện thoại, không dời mắt khi giao tiếp với ai đó. Đang ở cùng người thân, thầy cô, bạn bè mà em nhận được cuộc gọi, chat hay tin nhắn muốn trả lời ngay. Hãy nói xin lỗi vì đã tách ra làm việc riêng. Hãy chú ý không làm phiền người xung quanh ở những nơi công cộng. Em nói vào máy, vào điện thoại không có nghĩa là mọi người xung quanh không nghe thấy. Đừng to tiếng, bình phẩm hay phá lên cười khi trò chuyện, xem mạng xã hội hay nhận tin nhắn, email. Chúng ta thật đáng trách nếu chúng ta dành nhiều thời gian để kết thân với những người trên mạng xã hội nhưng lại không có thời gian để quan tâm những người khác ở ngay bên cạnh nha. Giờ tiếp theo phần số 2 là ứng xử có văn hóa trên mạng xã hội. Mạng xã hội là môi trường công cộng, quy tắc ứng xử trên mạng cũng như quy tắc ứng xử ở nơi công cộng. Là phiên 2, giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng. Trên không gian mạng em đối mặt trực tiếp với những người sẽ đọc những điều mình sẽ viết, sẽ nghe những lời mình nói, sẽ nhìn những gì mình làm. Mạng xã hội là nơi người ta dễ bộc lộ những suy nghĩ, hành vi thiếu văn hóa. Mặt khác có người dùng mạng xã hội làm nơi sống ảo, sống giả dối. Nhớ rằng cho mạng không phải là lời nói dối bay, những gì đã đưa lên mạng sẽ rất khó thu hồi được nha. Tiếp theo là lời phiên 3, hãy tử tế với người khác trên không gian mạng. Quy tắc chung trong ứng xử là đừng làm người khác những gì mà chính mình không phải nhận, không muốn phải nhận. Không nói những lời thô lỗ, khiếu văn hóa không xúc phạm người khác. Khi em mắc lỗi, hãy chọn cách hành xử tử tế. Em nên trao đổi riêng qua email, tin nhắn và không viết lên nơi công cộng. Khi thấy điều không vừa ý trên mạng xã hội, em cũng không nên tùy tiện đưa ra các phán xét. Thật dễ xúc phạm một người khi không ở trước mặt, vì không lo bị đáp trả. Tuy nhiên nếu không phải ngay lập tức thì trong tương lai em sẽ phải trả giá cho việc xúc phạm người khác ở ngày hôm nay. Mà xã hội là nơi xả cơn, không phải là nơi xả cơn giận nha. Không bêu xấu hình ảnh của người khác. Em dám muốn phe ảnh hoặc là video dã ngoại cùng bạn lên mạng vì hình ảnh em trong đó rất tuyệt vời. Tuy nhiên nếu bạn em không thích hình ảnh của mình trong đó thì em đừng đăng, nếu không bạn sẽ phiền lòng. Giờ phần số 3 là ứng xử có văn hóa khi dùng email, tin nhắn. Hoạt động 2,
Trả lời các câu hỏi sau khi nào khi nên dùng email tin nhắn mà không viết lên trang mạng. Câu số 2, thế nào là phép lịch sự khi trao đổi email tin nhắn. Số 3 là em đã từng những trải nghiệm đáng nhớ khi dùng email tin nhắn hay chưa. Giờ mình trả lời ba câu hỏi này như sau. Như vậy câu số 1 các em trả lời khi bạn em mắc lỗi hay vấn đề cần trao đổi riêng em nên trao đổi qua email tin nhắn, không nên viết nơi công cộng nhé. Nếu bạn bè liên lạc của em qua email tin nhắn, hãy trả lời lịch sự. Hãy lịch sự trả lời một cách nhanh chóng mỗi khi nhận được tin nhắn, gửi với đích danh này. Nếu không thể trả lời sớm, nếu em không thể sớm trả lời nên báo đã nhận và hẹn trả lời sau. Đừng bỏ đó quá lâu nếu không muốn trả lời, em gửi email từ chối nhã nhặn. Và tiếp theo phần số 3 là trải nghiệm đáng nhớ. Là khi em gửi email cho bạn bè nhưng không nhận được phản hồi, không nhận được thông báo đã nhận. Khi em kiểm tra lại thì tin nhắn nằm trong tin nhắn chờ và chưa được gửi đi. Đúng rồi. Giờ trả lời xong ba câu hỏi, mình sẽ tiếp một bài giảng. Giờ tiếp theo là lời khuyên 4, tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Bạn tin tưởng em nên chia sẻ nhiều chuyện riêng tư, em không nên chuyển tiếp email, tin nhắn cuộc chuyện trò khi chưa sự đồng ý của bạn. Vì những bí mật giữa hai người rất dễ bị chuyển tiếp tới nhiều người khác. Lời khuyên 5, em hãy lịch sự sớm trả lời email, tin nhắn. Nếu em đã kết bạn qua mạng hay ai đó không tin để liên lạc của mình như là địa chỉ email, số điện thoại, hãy lịch sự trả lời một cách nhanh chóng mỗi khi nhận tin nhắn gửi đến đích danh em. Nếu em không thể sớm trả lời nên báo đã nhận và hẹn trả lời sau, đừng bỏ đó quá lâu nếu không muốn trả lời nên gửi email từ chối nhã nhặn. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi hoạt động. Câu bài số 1, tại sao nó quy tắc ứng xử trên mạng cũng như quy tắc ứng xử nơi công cộng? Câu hỏi này các em trả lời như sau. Vì khi ta giao tiếp trực tiếp hay giao tiếp gián tiếp qua mạng thì vẫn phải càng tôn trọng những người xung quanh, giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng, tử tế với người khác trên không gian mạng, tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Lịch sự sớm trả lời email tin nhắn. Giờ trả lời xong bài số 1, mình sẽ qua tiếp bài số 2. Giờ tiếp theo là câu số 2. Câu nói đừng làm với người khác những gì mà chính mình không muốn phải nhận, nhắc nhở ta điều gì? Như vậy bài số 2 này các em trả lời như sau. Câu nói đừng làm với người khác những gì mà chính mình không muốn nhận, nhắc nhở ta phải biết tôn trọng mọi người. Vì khi mình tôn trọng mọi người thì mình sẽ được mọi người tôn trọng. Đúng không? Nên ông bà ta muốn câu nói gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo mình sẽ câu hỏi số 1. Em hãy cho biết những quy tắc của mỗi cá nhân được nêu trong điều 4 của Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội mà Bộ Thông tin Truyền thông ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2021. Giờ như là Bộ Quy tắc ứng xử này mình thấy là có 8 điều. Giờ các em sẽ ghi từ điều 1 tới điều 4 tiếp. Các em sẽ ghi điều 1 tới điều 4 trước nhé. Giờ mình sẽ tiếp vào bài giảng. Giờ tiếp theo là từ điều 5 đến điều 8. Giờ các em ghi từ điều 5 tới điều 8 xong mình sẽ tiếp bằng phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 2. Nếu em đăng trên mạng một tấm ảnh có hình em nhắm mắt biểu tượng biểu cảm khuôn mặt rất khó coi, em nghĩ gì và sẽ làm gì? Vì câu số 2 này người ta nói là nếu bạn em đăng lên mạng một tấm ảnh có hình em nhắm mắt biểu cảm khuôn mặt rất khó coi, em sẽ nghĩ gì? Như vậy câu số 2 này các em có thể trả lời sao? Nếu bạn em đăng lên mạng một tấm ảnh có hình em nhắm mắt biểu cảm khuôn mặt rất khó coi thì em sẽ rất buồn vì hình ảnh của em không được đẹp. Em sẽ gửi tin nhắn riêng cho bạn nhờ bạn gửi tấm ảnh đó trên mạng nha. Giờ trả lời xong câu hỏi số 2 mình sẽ tiếp vào bài giảng. Giờ tiếp theo là câu hỏi phần luyện tập câu số 1. Em cần lưu ý điều gì khi sử dụng phương tiện truyền thông ở nơi công cộng? Giờ câu số 1 này các em trả lời như sao? Như là khi sử dụng phương tiện truyền thông ở nơi công cộng, em cần lưu ý là không cung cấp thông tin cá nhân và gia đình, căng thẳng với những người lạ trên mạng. Giờ trả lời xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ câu số 2, em cần lưu ý điều gì khi sử dụng mạng xã hội đối với chính mình và đối với người khác? Như câu số 2 này các em trả lời sao? Cần lưu ý khi sử dụng mạng xã hội với chính mình và đối với người khác là giữ gìn hình ảnh bản thân trên không gian mạng. Hãy tử tế với người khác trên không gian mạng, không cung cấp thông tin cá nhân và gia đình, tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là câu số 3. Khi sử dụng email, tin nhắn em cần lưu ý gì về sự riêng tư và quyền phép lịch sự? Câu hỏi này các em trả lời như sau. Khi sử dụng email, tin nhắn cần lưu ý tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Em không nên chuyển tiếp hoặc chụp ảnh email, tin nhắn giờ gửi cho người khác xem. Hãy lịch sự sớm trả lời email và tin nhắn nha. Giờ trả lời xong câu số 3, mình sẽ tiếp bằng bài giảng.
Nhờ cuối cùng mình sẽ tóm tắt bài học, ghi nhớ và làm theo những lời khuyên về ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em chưa đăng ký kênh Huệ Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Huệ Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.